Rồi, Mô Tô Sài Gòn xin chào các bạn. Hiện tại mình cùng với Honda Mô Tô Hàn Việt và Olin Hàn Việt đang có mặt tại triển lãm BIMS của Thái Lan. Thì hôm qua Honda họ vừa chính thức ra mắt và công bố giá bán của Honda CL 300 và CL 500. Đó. Đó, và đây đồng họ cũng đồng thời mang đến trưng bày một số sản phẩm gọi là tác phẩm độ các bạn, tạo nguồn cảm hứng, tạo ý tưởng với lại cũng là nền tảng nguồn để các bạn tham khảo những cái món đồ chơi với lại phong cách độ để bạn thể hiện cá tính của mình trên cái mẫu CL 300 hoặc CL 500. Thì hai mẫu đó hiện tại chưa về Việt Nam đâu. Thì trước khi tìm hiểu chi tiết, mình xin điểm qua cái giá bán tại thị trường Thái Lan để các bạn cùng nắm nha. Thì CL 300 nó có giá tương đương với lại 102 triệu đồng. Rồi và CL 500 thì xi lanh đôi thì nó giá là tương đương 154,5 triệu đồng, đó là giá tại Thái nha các bạn. Còn giá tại Việt Nam thì Honda Moto Hàn Việt sẽ sớm công bố. Và theo mình biết hiện tại là Honda Moto Hàn Việt cũng đã bắt đầu nhận order, nhận hàng rồi đó. Nếu anh em mà muốn trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu thì các bạn có thể liên hệ Honda Moto Hàn Việt ha. Rồi giờ tiếp tục mình clip trước thì mình soi với các bạn là cái mẫu Honda CL 500 độ phong cách Roadster ha, nó đậm chất off-road Scrambler của Caspis thực hiện. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn soi tiếp một cái sản phẩm nữa của xưởng độ gọi là Kicker Custom ha, nó có cái này tác phẩm độ nha. Thì nó có giá, nếu mà ai muốn mua ở Thái Lan này không mua là giá của nó là 450.000 bạc đó. Thì các bạn có thể quy đổi ra tiền Việt giùm mình nha. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn soi vào chi tiết nè. Thì đây là mẫu CL 500 luôn. Thì CL 500 với CL 300 nó giống nhau về ngoại hình các bạn, tất cả hết, nó chỉ khác về cái khối động cơ thôi, cái máy thôi. Ở cái CL 500 thì cái máy nó nhìn nó đầy đặn hơn, ở 300 thì nó nhỏ hơn, nó có những cái khoảng hở đồ á, nhìn nó yếu xe lắm. Nếu mình theo nha các bạn mà có điều kiện các bạn mua luôn 500 nhìn nó đã hơn, đẹp hơn. Đây như cái mẫu này thì họ phuộc nè, upside down ha. Ở phiên bản xin nó là phuộc thường thôi ha, phuộc thường ống lồng, nó có cái ốp phuộc ở đây. Thì này họ chơi upside down luôn, nó quất cái vẻ đồ chơi cao lên nè, có cái bát ở đây luôn, đèn đồ chơi luôn nè. Đấy, đĩa lớp hình như là zin của CL 500 là Dunlop nha các bạn, hàng hiệu á. Thì đây đã thay bằng cái lớp Pirelli gai lớn hơn, cũng chuyên về đa địa hình chứ không phải là chuyên về này, không phải chuyên về off-road cào cào đâu. Giữa cái mẫu Cabis bên kia thì cái gai nó lớn hơn, chuyên về cào cào off-road hơn, đi địa hình cát nhiều hơn. Thì size vẫn là 110 nè, đĩa đồ chơi luôn nè, Camui Premium Hell Rambo luôn, xịn sò ha, bát đồ, dây đồ đồ chơi hết. Đó thì họ gắn vô để tạo nguồn ý tưởng ha, để các khách hàng họ có thể tham khảo. Đây mỏ cày kim loại dày nhôm cực kỳ dày luôn, mình thấy đây tầm khoảng 20 á. Thì cái này giúp các bạn đi địa hình, nó sẽ bảo vệ lấy cái cổ bô phía dưới không có bị đất đá nó làm mớp cổ bô hoặc là tác động đến cái máy ha. Đây cũng là một trong những ý tưởng để các bạn, nếu mà độ chế các bạn chuyên đi địa hình, đi phượt mà mình vào địa hình á, lắp thêm cái này là bảo vệ tuyệt đối luôn. Đây chống đổ nè, một trong những cái trang bị mình nghĩ là rất là hữu ích cho dành cho anh em khi mà mình mới mua xe. Lắp vô luôn cái hình như mình thấy nó lắp vô luôn cái bộ khung đây, khá là xịn sò này, cái bát luôn nè. Đó, chống độ bảo vệ lấy cái máy này, có thêm cái ốp nữa, ốp nhựa cứng bảo vệ cái lốc máy bên phải đây, khá là hay. Thì đây bình xăng thì mình thấy như là bình xăng cũng là bình xăng zin mà nó sơn thôi, sơn bạc phối đỏ với lại đen, vẫn là tem Kicker 59. Miếng ốp này là zin nha, có hết đó. Và đây mình soi tiếp cái ghi đông, trên đây bao tay đồ chơi luôn nè. Đó, rồi kính gù nhìn nó cá tính hơn. Bên kia cũng vậy. Ở đây tay phanh. Đây, tay phanh chơi Rambo luôn. Quá xịn ha. Còn bên đây cũng là Rambo luôn, tay con. Đồ chơi sao mà mình bóp mình thấy nó vẫn cứng rồi. Nó nặng hơn zin luôn. Đó. Rồi tiếp đây mình soi cái yên này là cũng là yên zin nè. Xe này vẫn là yên zin. Thì yên zin theo mình đánh giá là cứng nha các bạn, cứng. Nó thẳng là cứng luôn đó. Phía sau cũng cứng luôn. Là như bạn nhìn bên kia là yên đồ chơi, nãy mình ngồi là êm, ngồi lên là thấy nó phơi cái mông liền, ngồi lên hoàn toàn êm hết. Và một chi tiết nữa đáng giá nữa trên cái mẫu Kicker, phiên bản độ Kicker này có tên là Active Scrambler ha.
phiên bản độ này tên là Active Scrum lên, nó chơi cổ bô nè, hai nó vô một nó kéo lên đây, có miếng ớt ở đây luôn, bô đồ chơi luôn nè, performance. Tên này là Farun, cái tên của đây các bạn có thể soi vào chi tiết cái tên của cái bô nè, Farun Performance. Nhìn rất là đẹp, đây cái miệng cũng rất là đẹp anh em, quá đã. Cái này không biết sắp tới là hãng sẽ có nhập những một số đồ chơi này không, hay là các anh em biker phải tự nhập về. Chứ em thấy cái bô này đẹp quá, nó dắt cao mà nhìn nó lực ha. Ở đây có bát cũng có sẵn luôn nè, bát nó lắp bên hông luôn, đã ghê nè ha. Hay đây, dưới đây cũng dùng phụ đồ chơi luôn nè, Hipferal Suspension. Đây thì chi tiết này mình có chụp chi tiết rồi, các bạn có thể lên website motosaigon.vn để xem thêm nha. Ở đây đèn hậu đồ chơi luôn nè, thì đèn hậu đèn xin của con này nó giống như của Rebel 500, nó nguyên cái mảng oval dẹp, cái này họ tháo ra hết để cái phần đuôi nó gọn nhất có thể. Qua đây tiếp, cái lớp sau cũng là lớp đồ chơi luôn đó, của không phải biết của hãng nào, Rally FTR. Phụt đồ chơi nè, phụt màu tím ha, sơn đồ chơi luôn. Đây cái gấp là gấp zin, bên đây vẫn là có chống đổ. Đây bánh căm rồi, đây mình ngồi lên thử cho các bạn cùng xem. Wow, yên xe của CL 500 chỉ có 790 thôi các bạn, nên anh em yên tâm về vấn đề chiều cao không thành vấn đề đâu ha. Đó thì mình ngồi thử cho các bạn thấy quá đã. Thì độ xong nó cảm giác mình lên nhìn nó chắc chắn rồi, nhìn nó cảm giác nó thú vị hơn đó. Rồi sau clip này mình sẽ giới thiệu thêm một cái tác phẩm khá là độc đáo bên đây, các bạn cùng đón xem nhé. Rồi chi tiết về xe các bạn có thể liên hệ trực tiếp Honda Moto Hoàng Việt và Olin Hoàng Việt để được tư vấn chi tiết nhé. Còn chi tiết về xe các bạn có thể lên website motosaigon.vn để xem thêm, hoặc xem những clip trước đây mình có chia sẻ cái chi tiết về hai cái mẫu CL này rồi. Rồi xin cảm ơn và chào các bạn.